nhân vật quần chúng hay xuất hiện trong các video về động vật này có lẽ không xa lạ với những ai từng xem chương trình thế giới động vật rồi nhỉ nay mình sẽ cho các em nó thành một trong những nhân vật chính lên sóng chúng có tên gọi chung là tu cần em ai nhà mình phát âm hơi việt hóa quá mọi người thông cảm đầu tiên chắc mình sẽ điểm qua đặc điểm chung nhất của chúng bởi trong hơn 40 loài chỉ duy nhất một loài nằm trong danh sách bị đe dọa và được phân loại là có nguy cơ tuyệt chủng còn lại dân số các em nó vẫn ổn áp ở mức gần bị đe dọa hoặc ít được quan tâm chắc bởi vẻ ngoài có phần cuốn hút Nhóm này bao gồm các loài tu cần, Aracari và Toucanet được chia thành 5 chi. Kích thước của chúng thay đổi từ loài nhỏ nhất là Aracari văn chương, quả tên này mình tự phía đấy, chứ mình không tìm được mỹ từ nào khi dịch từ tiếng Anh sang, trọng lượng khoảng 130 gram với chiều dài trung bình là 29cm. Cho tới loài lớn nhất là thằng em khi nãy, Toko cần với trọng lượng khoảng 680 gram và dài trung bình 63cm. Hầu hết tất cả các loài tu cần đều không dị hình giới tính, tuy nhiên cái mỏ có chút khác biệt khi mỏ của con đực to hơn một chút so với của con cái, thường ngắn hơn, sâu hơn và thẳng hơn trong hầm hố thế thôi nhưng mỏ của chim tu cần rất nhẹ bao gồm các thanh xương chứa đầy mô sốc keratin và giữa chúng có cấu trúc của bọt sinh học phạm vi phân bố của nhóm chim này là từ nam mexico qua trung mỹ vào nam mỹ về phía nam đến miền bắc argentina phần lớn các loài chim tu cần là loài sống trong rừng và bị giới hạn ở các khu rừng nguyên sinh chúng sẽ xâm nhập vào các khu rừng thứ sinh để kiếm ăn nhưng chỉ giới hạn ở những khu rừng có cây cổ thụ lớn có hốc cây đủ lớn để sinh sản và chúng thường đẻ từ 2 đến 4 quả trứng màu trắng hầu hết các loài chim tu cần không đào các hốc làm tổ mặc dù một số loài chim tu canet tức các loài tu cần màu xanh lá cây thì có là loài phân tán kém và không di cư loài tu cần duy nhất sống ngoài rừng là toko tu cần được tìm thấy ở thảo nguyên với các bản rừng và rừng thưa tu cần chủ yếu là loài ăn trái cây nhưng là loài ăn tạp theo cơ hội nên đôi khi chúng cũng ăn côn trùng hoặc động vật có xương sống nhỏ à trong video trước có thông tin bọn này săn cả khỉ đuôi sóc mà nhỉ mà chưa rõ là loài nào trong hơn 40 loài còn một vài thông tin dìm hàng khác cơ mà thôi thành nhân vật phản diện mất điều cuối cùng mình sẽ thông tin là bọn này lưỡi dài phết, dài tới 15 cm đấy. Bắt đầu vào danh sách nào? Với hai thằng em đã được đề cập ở trên, loài tiếp theo có tên gọi là Tukenet Wagler. Con trưởng thành dài 29 đến 37 cm và nặng khoảng 160 đến 200 g, được tìm thấy ở Sierra Madre del Sur phía tây nam Guerrero của Mexico và phần phía tây của bang Oaxaca. Với thông tin chung mình đã khái quát qua và bởi hầu hết các em nó không nằm trong danh sách bị đe dọa, nên mình chỉ thông tin những phần khác biệt nhất của từng loài thôi nhé. Tukenet Ngọc Lục Bảo, con trưởng thành dài từ 29 đến 37 cm và nặng khoảng 150 đến 240 g tu Nét họng xanh con trưởng thành dài 29 đến 37 cm và nặng khoảng 120 đến 185 g chúng được tìm thấy ở costa rica panama và xa về phía tây bắc colombia tucanet họng trắng hay tucanet họng xám được tìm thấy ở Colombia, Ecuador và Venezuela. Con trưởng thành dài 33 đến 38 cm và nặng khoảng 160 đến 230 g. Tucanet họng đen được tìm thấy ở Bolivia, Brazil, Ecuador và Peru. Con trưởng thành dài 33 đến 38 cm và nặng khoảng 120 đến 210 g. Tucanet mỏ rãnh được tìm thấy ở Colombia và Venezuela. Tucanet mỏ rãnh dài 33 đến 37 cm và nặng 130 đến 200 g. Tucanet đầu hạt rẻ được tìm thấy ở Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru. Dài từ 33 đến 41 cm và nặng 141 đến 262 g. Tepui Tucanet hay Wiley Tucanet được tìm thấy ở Brazil, Guyana, Suriname và Venezuela. Tép ui dài 33 đến 41 cm và nặng 117 đến 160 g. Tucanet lông đỏ thẫm, tên gọi vậy thôi chứ chúng chỉ có một nhúm lông trên lưng gần đuôi là màu đỏ. Được tìm thấy ở Colombia, Ecuador và Venezuela, Tucanet màu đỏ thẫm dài từ 40 đến 45 cm. Hai phân loài được đề cập trong chú thích nặng lần lượt từ 200 đến 232 g và 141 đến 200 g. Tucanet lông mày vàng là loài đặc hữu của Peru. Tucanet lông mày vàng dài từ 38 đến 44 cm và nặng khoảng 250 đến 280 g. Không có sự khác biệt giữa con đực và con cái. Tucanet lông mày vàng có phạm vi phân bố rất nhỏ được ghi nhận ở sườn phía đông của dãy Andes ở bắc Peru. Chúng chỉ được tìm thấy từ một địa điểm ở phía nam tỉnh Amazonas, hai địa điểm ở tỉnh San Martín và một ở tỉnh La Libertad phía đông bắc. Có thể tìm thấy chúng xa hơn về phía bắc và phía nam, nhưng vì khu vực này không có đường nên cơ hội khám phá bị hạn chế. Chúng sinh sống trong rừng núi ẩm ở độ cao 2000 tới 2600 m. Tucanet lông mày vàng kiếm ăn chủ yếu ở tán cây. Nó được biết là ăn trái cây nhưng vẫn còn thiếu thông tin chi tiết về chế độ ăn của nó. Về cơ bản không có thông tin gì về sinh sản của loài chim này. Mùa làm tổ của chúng dường như kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 hoặc tháng 3 và người ta cho rằng nó làm tổ trong các hốc cây giống như những loài khác cùng chi. IUCN ban đầu đánh giá loài chim tucanet lông mày vàng là dễ bị tổn thương, nhưng kể từ năm 2000 chúng đã được coi là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Mối đe dọa chính là việc chuyển đổi môi trường sống của nó sang trồng coca, mặc dù hầu hết nạn phá rừng trong khu vực xảy ra ở độ cao thấp hơn. Đây là loài duy nhất trong nhóm gồm hơn 40 loài tu cần được xếp trong danh sách bị đe dọa. Tucanet giải xanh được tìm thấy ở Bolivia và Peru. Con trưởng thành dài từ 40 đến 44 cm và nặng 173 đến 257 g. gram. xanh lá cây được tìm thấy trong các khu rừng đất thấp phía đông bắc Nam Mỹ, ở phía đông bắc lưu vực sông Amazon, Guyana và hệ thống thoát nước phía đông sông Orinoco của Venezuela ở mức dài từ 30 tới 40 cm và nặng 110 tới 160 g, nó là loài aracari nhỏ nhất trong phạm vi của nó. Rồi không rõ chỗ nào xanh lá cây mà đặt quả tên liên quan quá thể. Aracari cổ đỏ, được tìm thấy ở Bolivia và Brazil. Aracari cổ đỏ dài khoảng 36 đến 40 cm và nặng 112 đến 171 g. Trong ba phân loài, phân loài thứ ba theo thứ tự từ trên xuống dưới trong chú thích, được xếp loại bảo tồn là có nguy cơ tuyệt chủng do nạn phá rừng. Aracari mỏ ngà được tìm thấy ở Brazil Colombia Ecuador Peru và Venezuela dài từ 36 đến 45 cm và nặng 120 đến 160g hai phân loài không khác nhau đáng kể về chiều dài trọng lượng hoặc bộ lông mà chỉ khác nhau về màu mỏ Aracari hàm dưới màu nâu được tìm thấy ở Bolivia Brazil và Peru Aracari hàm dưới màu nâu dài từ 36 đến 45 cm và nặng 120 đến 160g Aracai cổ đen được tìm thấy ở Brazil, Guyana thuộc Pháp, Guyana, Suriname và Venezuela. Aracai cổ đen dài từ 43 đến 46 cm và nặng 177 đến 325 g. Con đực và con cái có bộ lông và màu sắc giống nhau, mặc dù mỏ của con cái ngắn hơn. Aracai tai hạt rẻ được tìm thấy ở Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Peru. Con trưởng thành dài từ 43 đến 47 cm và nặng 220 đến 310 g. Aracari nhiều dài, dài từ 43 đến 46 cm đã bao gồm cả mỏ dài 11 đến 12,5 cm. Chúng nặng từ 215 đến 302 g, được tìm thấy ở Brazil, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela. Aracari cổ áo, đùa, nhiều lúc các ông nghĩ ra mấy quả tên không thể đỡ được. Chúng được tìm thấy ở Mexico tới Colombia và Venezuela. Giống như các loài chim tu cần khác, Aracari cổ áo có màu sắc rực rỡ và có mỏ lớn. Con trưởng thành dài 38 đến 41 cm và nặng 175 đến 250 g. Aracari mỏ sọc được tìm thấy ở Colombia, Ecuador và Panama. Chúng dài 40,5 đến 43 cm đã bao gồm cả mỏ dài 11,5 đến 12,5 cm và nặng từ 175 đến 250 g. Aracari mỏ nhặt quả tên này đặt cho có lệ hay sao ấy nhỉ, được tìm thấy ở Ecuador và Peru, dài 40,5 đến 43 cm đã bao gồm cả mỏ 11,5 đến 12,5 cm và nặng từ 175 đến 250 g. Không những chỉ đặt tên cho có lệ, mô tả khoa học có lệ cũng không kém, cứ như kiểu sao chép từ em mỏ sọc. em mỏ lửa, dài khoảng 45 cm và nặng 225 đến 280 g. Chúng được tìm thấy ở Costa Rica và Panama. Aracari màu cong Quả tên tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt sát nghĩa, bắt nguồn từ những chiếc lông vũ màu đen, xoăn, độc đáo trên đỉnh đầu và gáy của loài này. Được tìm thấy ở Bolivia, Brazil và Peru, aracari màu cong dài từ 42 đến 46 cm và nặng 164 đến 280 g. Toucanet nghệ tây. Không rõ kiểu gì nhưng thằng em toucanet này được xếp cùng chi với các loài aracari. Được tìm thấy ở rừng đại Tây Dương ở phía đông bắc Argentina, đông nam Brazil và phía đông Paraguay. Tổng chiều dài của con trưởng thành là từ 35 đến 40 cm. Các mô tả về loài này khá chi tiết và cụ thể, thiếu mỗi cái không thấy đề cập tới cân nặng. Toucanet tai vàng, được tìm thấy ở Honduras tới Ecuador. Toucanet tai vàng dài 36 đến 38 cm và nặng 175 đến 245 g. Toucanet Guyanan, dài từ 33 đến 35 cm, con đực nặng 129 đến 159 g và con cái nặng 132 đến 165 g. Chúng được tìm thấy ở Brazil, Guyana thuộc Pháp, Guyana, Suriname và Venezuela. Tucanet cổ vàng được tìm thấy ở Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador và Peru. Dài từ 33 đến 35 cm, trọng lượng khác biệt một chút theo thứ tự hai phân loại xuất hiện trong chú thích, từ 129 đến 178 g và từ 134 đến 200 g. Tucanet lông hung, dài từ 32 đến 33 cm và nặng 148 đến 165 g. Chúng được tìm thấy ở Brazil, Colombia, Venezuela và có thể cả Guyana. Toucanet go, phân bố ở Bolivia và Brazil, chúng dài khoảng 33 cm, con đực nặng 138 đến 209 g và con cái nặng 131 đến 183 g. Toucanet mỏ đốm, dài 33 đến 37 cm và nặng 137 đến 193 g. Chúng phân bố ở Argentina, Brazil và Paraguay. tu cần núi ngực xám, được tìm thấy ở Colombia, Ecuador và Peru. Con trưởng thành dài từ 41 đến 48 cm và nặng 244 đến 370 g. Tu cần núi mỏ tấm, có nguồn gốc ở sườn phía tây của Ecuador và cực nam Colombia, nơi nó sống trong các khu rừng núi ẩm cao của dãy Andes. Tu cần núi mỏ tấm có chiều dài khoảng 42 đến 53 cm, với mỏ dài tới 10 cm. Con đực trung bình nặng khoảng 314 g và con cái nặng khoảng 303 g tu cần núi mũ trùm được tìm thấy ở Bolivia và Peru. Con trưởng thành dài từ 48 đến 50 cm và nặng từ 222 đến 380 g. Tu cần núi mỏ đen được tìm thấy ở Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela. Không có mô tả về kích thước và trọng lượng cơ thể của cả ba phân loài. Tu cần ngực đỏ hay tu cần mỏ xanh, không biết mọi người nhìn nó như nào, chứ mình nghĩ phải là bụng đỏ mới hợp hơn chứ nhỉ. Chúng được tìm thấy ở Argentina, Brazil, Bolivia và Paraguay. Tu gần ngực đỏ dài 42 đến 48 cm và nặng 265 đến 400 g. Nó là thành viên nhỏ nhất của chi Ramphastos. Tu cần mỏ kênh. Mình hơi hoang mang với quả tên tiếng Anh này, không biết tìm từ tiếng Việt nào để đặt sát nghĩa mà ngầu lòi nữa. Được tìm thấy trên đảo Trinidad thuộc vùng Caribe và ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ đến tận phía Nam như miền Nam Brazil và miền Trung Bolivia. Chúng thường dài 48 cm với mỏ dài 9 tới 14 cm và nặng 300 đến 430 g tu cần họng tranh được tìm thấy ở Colombia và Venezuela. Chúng dài khoảng 48 cm và nặng chừng 360 g. Choco tu cần phân bố ở Colombia và Ecuador. Choco tu cần dài 46 đến 48,5 cm và nặng 365 đến 482 g. Tu cần mỏ lườn còn được gọi là tu cần ngực lưu huỳnh, kiêu tu cần hoặc tu cần mỏ cầu vồng là một thành viên mỹ latin đầy màu sắc của họ tu cần Chúng là loài chim quốc gia của Belize. Loài này được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới từ miền Nam Mexico đến Ecuador. Tính cả mỏ, tu cần mỏ lườn có chiều dài từ khoảng 42 đến 55 cm. Cái mỏ đầy màu sắc của chúng dài trung bình khoảng 12 đến 15 cm. Chúng thường nặng khoảng 380 đến 500 gram. Tu cần họng trắng được tìm thấy ở Nam Mỹ trên khắp lưu vực sông Amazon bao gồm cả hệ thống thoát nước sông Tocantins và Araguaia liền kề. Trọng lượng cơ thể có phần thay đổi, ở chim trưởng thành dao động từ 425 đến 830 g. Nó có tổng chiều dài 50 đến 61 cm. Các số đo thay đổi theo từng phân loài, cũng như theo giới tính ở mỗi phân loài và không phải là số đo trung bình của loài này. Tu cần họng vàng, được tìm thấy từ phía nam Honduras và phía bắc Nam Mỹ và xa hơn tới Peru. Tu cần họng vàng dài 47 đến 61 cm và nặng 584 đến 746 g ba phân loài khác nhau rất ít về kích thước mặc dù mỏ của con cái ngắn hơn của con đực ở cả ba phân loài chiều dài mỏ thay đổi từ 15,1 đến 19,8 cm ở con đực và 12,9 đến 16,0 cm ở con cái vậy là mình đã tạo danh sách đủ 43 loài của nhóm chim tu cần cho mọi người nếu không có gì thay đổi từ tuần sau mình sẽ đăng video đều đặn hơn với chu kỳ như trước khoảng 3 đến 4 ngày một video cũng như mình sẽ cố gắng cải thiện nội dung video hơn nữa còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại